Chào các bạn, chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Escape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là buổi 26. Buổi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về vật liệu kính trong Escape. Kính trong Escape ứng dụng rất là nhiều. Nó thì đơn giản, nhưng mà cũng không phải là đơn giản. Các bạn phải để ý nha. Nó là đơn giản chứ nó cũng có nhiều vấn đề lắm. Chúng ta cũng phải để ý cái chỗ này. Thì ở đây là mình sử dụng một cái mô đồ là một cái khung kính sẵn. Một cái khung kính sẵn. Ở đây thì mình đổ cái vật liệu mặc định là cái vách kính là của SketchUp. Mình lấy cái màu vật liệu mặc định nha. Chưa có thiết lập gì nhiều. Chưa thật là nhiều. Để làm vật liệu kính trong Escape 4.1 á, thì kính nó có hai cách làm. Một là bạn sử dụng cái generic, có nghĩa là bạn sử dụng các thông số của chung để bạn làm kính. Hai là bạn sử dụng cái glass này đều được nha các bạn. Glass này đều được. Thì khi bạn chuyển qua glass á, thì nó cũng y chang cái chung thôi. Nó chỉ chuyển đổi những cái thông số lên xuống để bạn dễ làm hơn. Nhưng mà mình thì khuyến cáo là nên sử dụng cái chung này để mà làm vật liệu kính. Hôm nay mình chỉ hướng dẫn các bạn cách làm vật liệu kính á, thì cái mục glass này á, mình sẽ không có nói lại nữa. Mình sẽ không có nói lại nữa, mà thông thường mình sử dụng cái mục chung này thì mình đã làm kính. Cái mục glass này mình ít có dùng và mình nghĩ các bạn cũng hạn chế dùng, tại vì cái này nó có một số cái lỗi. Theo mình nó có một số cái lỗi là khi bạn sử dụng rồi bạn chuyển đổi vật liệu của nó sẽ bị trục trặc một xíu. Nhưng mà thông thường là mình sử dụng cái chung này để làm cho kính. Cái này mình không có nói lại, sau này mình không có nói lại nữa cho các bạn. Mình chỉ dùng cái chung này làm cho kính. Rồi kính thì làm như thế nào? Đầu tiên bạn chuyển cái này về không. Cái màu bản thân bạn chuyển về trắng luôn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bạn kéo cái này về. Mình làm kính ngoại thất trước nha. Mình làm kính ngoại thất trước là những cái kính mà bạn dùng ở trong những công trình ngoại thất á. Mình kéo cái này về không. Bạn tăng cái này lên 75, 75, 80 gì cũng được. Để cho khi bạn làm ngoại thất á, thì cái hình ảnh phản chiếu trên bề mặt kính á, nó nét hơn. Nó sẽ nét hơn. Rồi sau đó là bạn xuống cái mục Transparency này nè. Bạn chuyển cái này về 1.6265 cũng được. Nói chung là nó từ 1.5 mấy cho đến 1.7 đó. Nó tùy vào loại kính. Cái này là cái độ mà gãy khúc của kính khi mà chúng ta nhìn xuyên qua đó, cái lớp kính đó. Thì kính thì bạn cứ chọn tầm 1.6, 2, 6, 3, 6, 5 đều được. Tầm đó là được. Còn cái opacity là cái độ trong suốt này. Mình đang nói là kính trắng bình thường nha. Còn những cái thông số này thì qua những kính khác thì mình sẽ hướng dẫn. Opacity này bạn để từ 1 tới 5% trong khoảng này là được. Không thôi bạn kéo về không cũng được, mà thông thường là mình để 2 thôi. Để 2. Đây là kính trắng đơn thuần thì chỉ có vậy. Đó, bạn thấy không? Rất là đẹp. Kính ngoại thất thì mình chỉ làm đơn giản như thế này. Là xong. Khi bạn kéo cái thông số này mà về 2 là bên SketchUp thì cái kính nó sẽ trong suốt luôn nha các bạn. Trong suốt luôn. Mình chỉ thấy được cái khung viền của nó thôi. Bạn nào mà kỹ, bạn nào mà sợ không biết kính, bạn có thể vẽ một cái hình chéo trên nó để bạn nhận biết rằng là ở vị trí này nó có kính. Khi bạn làm, nếu mà bạn nào kỹ. Kính ngoại thất nó chỉ có vậy. Mình nói lại, đưa cái này về màu trắng hoặc là màu tối xíu cũng được, tại vì bạn kéo cái trong suốt nó về 2 rồi thì màu gì nó cũng qua nó thành màu trắng à. Sau đó là kéo cái roughness về 0. Kéo cái specular lên 75 đối với kính ngoại thất. Kéo cái thông số reflective index này là từ 1.52 cho đến 1.7 tùy bạn, thường là mình chọn hơn 1.6 cho nó đúng cái thông số của nó.
ở trong cái hướng dẫn của Enscape thì nó là 1.52, nhưng mà mình thấy 1.6 mấy cũng được, nó cũng kính, thường kính mỏng, mình không có cái được đâu, mình không có thấy được cái hiện tượng này nhiều lắm đâu. 8 ly, 10 ly thì làm sao mà thấy được. Rồi nếu mà bạn muốn chọn kính màu thì sao? Bạn chọn kính màu á, thay vì bạn không muốn chọn màu trắng thì bạn chọn kính màu xanh á, thì bạn qua đây thành kính màu. Bạn muốn nó đậm hơn á thì bạn có thể kéo cái này xuống thành kính đậm hơn. Vậy là ra kính màu thôi. Enscape á, những cái bản sau này á, thì nó sẽ cho chúng ta cái tính năng là khi mà ánh sáng nó xuyên qua kính màu á, thì cái vùng tối phía sau của cái kính này nè, nó cũng thành màu, nó cũng ám, nó cũng bị cái màu của nó luôn. Cái này nó màu xanh thôi, để mình đổi cho nó thành màu vàng, màu cam thử. Không, màu cam thì nó cùng với cái màu sàn này, mình chuyển nó thành màu đỏ đi, đỏ đậm luôn. Đó, thấy không? Đó, kính màu, đây là kính màu. Kính trơn nhẵn kính màu. Đây là kính trơn nhẵn kính màu. Rồi, kính ngoại thất là nó chỉ có như vậy. Bạn muốn làm kính trơn hay là bạn muốn đổi màu á thì nó cứ vậy thôi. Nhớ là cái thông số này nó là 75-80. Rồi, bây giờ trong nội thất á thì sao? Nội thất á, kính trơn thì nó cũng vậy, nhưng mà bạn chuyển cái này về 50. Tại vì nội thất nó không, bên trong nhìn vào á, mình không nhất thiết phải để cho nó nhìn thấy nó nét, nó căng cái bóng, những cái phản chiếu đâu. Bạn cứ để 50 là được. Còn thông số thì bạn giữ y chang. Đây là kính nội thất. Rồi vậy nha các bạn. Bây giờ bạn muốn kính bẩn hay sao? Kính bẩn hay sao? Mình tăng cái này lên 75 cho dễ thấy nè. Giờ kính bẩn hay sao? Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm kính bẩn. Kính mà trên bề mặt nó bám vân tay. Kính mà trên bề mặt nó bám vân tay. Thì giống như hồi nãy mình nói đi. Đó, kính thì mình làm xong hết rồi. Bây giờ mình đưa nó về 50. Đó, ví dụ cho trong kính nội thất đi. Kính mặt bàn nó bám bẩn đi. Thì bạn giữ tất cả những cái thông số này y chang lại. Ở đây thì mình dùng kính trắng nè, không có dùng kính màu. Sau đó là bạn load một cái mát bẩn và cái mục reflection. Đó, bạn chọn một cái mát bẩn mà nó, ở đây mình chọn mát bẩn nó vừa thôi, nó không có quá bẩn nhiều. Nó không có quá bẩn nhiều. Sau đó bạn mở cái mát bẩn này lên, bạn đảo ngược mát, bạn để cho nó 100% luôn. Tại vì kính mà, kính nó phản xạ lớn mà. Sau đó là bạn giảm cái này xuống. Được rồi, thử mình để một coi thử nó ok không. Một thấy ok rồi đó. Giờ mình giảm nó xuống 0.6 thử. 0.6. Rồi đó, kính bẩn là nó vậy. Bạn muốn bẩn nhiều thì bạn sử dụng những cái mát bẩn nhiều, cái mát vân tay mà bẩn nhiều á. Đây là mình sử dụng cái mát bẩn ít, bẩn vừa thôi, không có mát bẩn nhiều. Tất cả thông số khác là bạn giữ nguyên giống như là cái kính bình thường, kính nội thất hay ngoại thất đều vậy. Đó, mình sử dụng một cái mát bẩn vào, đảo ngược mát 100%, giảm, tăng giảm cái kích thước, tắt cái đồng bộ đi, tăng giảm kích thước cái mát bẩn để cho cái bẩn hiện trên bề mặt nó theo cái ý bạn là được. Rồi, kính bẩn nó chỉ có vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kính mà dính nước mưa, bám mưa thì như thế nào. Thì tất cả các thông số này thì mình làm giống như là cái kính trong bình thường. Để mà làm nước mưa thì bạn cần một cái map. Ở đây là ví dụ như mình sử dụng một cái map mà bám có những cái dấu vết mưa như thế này nha. Map nào cũng được, rất là nhiều map mà nó thể hiện được cái vết nước mưa nó chảy ở trên kính, rất là nhiều map. Bạn muốn map nào cũng có, bạn lên mạng bạn tìm là sẽ có. Bạn sử dụng một cái map trắng đen kiểu như thế này. Sau khi mà bạn lót cái map đó vào, thì bạn cũng nhớ là UV nha. Bạn nhớ là UV. Để bạn thấy được thì bạn có thể tăng cái này lên 50 này, để cho nó mặc định này. Thì sau khi bạn thấy nó UV xong á, bạn cảm thấy ổn rồi đó. Ví dụ như cái này nó hơi to này, bạn giảm nó lại. Bạn nhớ lại kích thước này nha. Kích thước này hình chữ nhật, thì cái này bạn cũng nên chỉnh nó hình chữ nhật nha. Để ý cái chỗ này. Bạn
phá vỡ nó ra, sau đó bạn chỉnh lại, sau đó bạn khóa lại. Cái này nó hơi to thì mình giảm nó về là 1.700 đi. Rồi ok, mình thấy nó 1.700, cứ cho là nó nhỏ, nó vừa rồi. Mình cứ tạm mặc định là mình UV là như vậy là ổn. Rồi sau đó là bạn đưa cái này về 2 để cho nó trong suốt rồi đã. Sau đó là bạn nhớ là những cái thông số này là như kính bình thường nha, như kính bình thường. Sau đó là bạn cho nó bơm một xíu, bạn sử dụng chính cái máy này bạn bơm luôn. Tùy bạn, bạn cái này nó hơi nhiều rồi, mình cho nó 0.5 này. 0.5 mình thấy nó cũng hơi nhiều quá, mình cho nó 0.2 đi. Rồi ở đây mình sử dụng 0.2 thôi, cho nó bơm bình thường thôi. Nó dựa vào cái vùng trắng đen á, thì nó cũng sẽ bơm cho bạn. Sau đó là cái độ bóng á, thì bạn cũng nên sử dụng chính cái map bẩn luôn. Bạn đảo ngược map lên cho nó 100% luôn. Bạn đảo ngược map lên cho nó 100% luôn. Tại vì bản thân là cái nước á, thì nó cũng cái độ trong suốt của nó thì cũng dần như cần như kiến vậy đó. Cho nên là bạn cũng cứ nên để 100% mà được, đừng có giảm làm gì. Còn cái bơm này bạn nhớ là bạn canh chỉnh làm sao mà cho cái bề mặt bạn cảm thấy phù hợp là được. Bạn thấy ví dụ như mình nhìn ra mình cảm thấy là cái nước này nè, nó bơm, ví dụ như cái này mình thấy nó to quá, mình giảm gọi nó gồ ghề quá, mình giảm 0.2 thôi. Cái này là giống như kính mặc định, cái này là kính nội thất. Bạn muốn nội thất bạn tăng nó lên 75 cho cái độ phản xạ của nó ấy hơn. Kính này bẩn hay là ly mà bạn muốn nó đọng nước ở phía ngoài ly, mà nó chứa ví dụ như nó chứa nước đá, ví dụ ngoài đọng nước cũng được, có nhiều map lắm, bạn lựa map nào cũng được. Tùy bạn cứ tìm cho mình những cái map mà nước mà nó bám trên bề mặt kính như thế này bạn mình sử dụng thôi. Lót nó vào, không cần kéo về không đâu, tại vì cái này bạn đưa nó về 2 thì mặc định hiểu là trong suốt rồi. Bạn muốn mà UV nó thì bạn kéo cái này lên 50%, sau đó bạn canh chỉnh cái thước phù hợp, rồi bạn kéo bạn giảm lại 2% là được. Sau đó thì bạn không cần đổi màu, bạn giữ nguyên cái màu mặc định của nó, sử dụng chính cái map này là cái map bump luôn, nhớ là bump vừa thôi, để mà mình nhìn trên kiến mình cảm giác là như cái kiến này là nó, nước nó bị bám nhiều nè. Chứ còn bình thường thì bạn tìm những cái kiến nào, cái map nào mà nước nó bám ít thôi, bám vừa thôi nó mới đẹp. Rồi sau đó sử dụng cái map này chính là cái map mà phản xạ luôn, đảo ngược map dễ dưỡng 100%, vậy là rồi xong kính bám bẩn rồi này, kính bám bẩn rồi này, kính bám bằng tay rồi này, rồi bây giờ kính nước mưa, bám nước mưa rồi này, thì nó chỉ có vậy à. Nhìn thấy mà đẹp không, nó như vậy đó. Rồi bây giờ ví dụ như sẵn tiện đây mình nói thêm luôn, sẵn tiện đây mình nói lại thêm luôn, gương làm sao. Gương thì nó đơn giản, gương thì mình xóa cái này đi, mình giữ cái này là 50 luôn, về mặc định 50 luôn, 1.52 luôn. Gương thì đơn giản, gương thì bạn giữ cái này góc trắng hoàn toàn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vật liệu gương trong Escape như thế nào. Gương thì cực kỳ đơn giản, nó giống như inox đó, nhưng mà nó khác một xíu, có nghĩa là những thông số này nè, đây là một cái màu trắng mặc định này, màu trắng mặc định. Đối với gương á, là bạn kéo cái này về không, kéo cái metallic về 100%, rồi vậy là nó bóng như gương. Vậy là xong gương thôi, kéo cái roughness về không, tăng cái metallic lên 100%, nó là gương. Còn bạn muốn bám bẩn á, thì bạn cho nó một chút bẩn, đảo ngược mát rồi xong, có một chút hết bẩn trên gương, vậy thôi. Gương là chỉ có đơn giản vậy, cực kỳ đơn giản. Kéo cái roughness về không, tăng cái metallic lên 100% là ra gương. Nên nhớ là cái màu là nên để màu trắng hoàn toàn nha, không có pha giống như inox. Còn nếu mà muốn bám bẩn, bạn sử dụng một cái mắt bẩn, lót cái mắt bẩn vào, căn chỉnh cái kích thước của mắt bẩn sao cho nó phù hợp ý của bạn, rồi sau đó là đảo ngược mắt, giữ nguyên 100% là ra gương có vết bẩn. Còn nếu mà muốn mà gương không có vết bẩn thì tắt cái, bỏ cái mắt bẩn đi, là thành gương soi bình thường.
Là thành con sò bình thường, đơn giản vậy nha các bạn. Cực kỳ đơn giản, không có gì phức tạp cả. Rồi, buổi hôm sáu, buổi 26 nói về vật liệu kính. Kính ngoại thất, kính nội thất, kính bám vết bẩn, kính bám nước mưa. Rồi mình nói về gương thì đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Buổi hôm sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về vật liệu kính mà mờ, rồi kính vân kiểu như là gạch kính. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về kính mờ. Còn buổi hôm nay là làm về kính trong, gương, kính trong ngoại thất, kính trong nội thất, vật liệu gương, bám bẩn hay không bám bẩn. Kính thì nó rất là đơn giản nhưng mà nó cũng có một số cái lưu ý để các bạn biết và setting cái các thông số cho nó chính xác. Rồi, chào tạm biệt các bạn, buổi hôm sớm đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem dõi video, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Rồi.